thì về luôn. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tế của bản thân mình trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường, và mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị giao dịch thực tế của bản thân tôi xuyên suốt trong thời gian qua trên thị trường về đầu tư Forex. Và mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ tài khoản này là gì nhỉ? Lệnh tôi vào đêm hôm thứ sáu đây, tổng cộng ăn 177.000. Vậy thì tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này trên thị trường, và bản thân các bạn cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá và cần phải hiểu rằng đây là cả một khoảng dài ở trên thị trường mà tôi phải nỗ lực để chứng minh, nỗ lực để cho nhà đầu tư nhìn nhận, nỗ lực để cho mọi nhà đầu tư đánh giá và thực tế thấy rõ. Và thì hôm nay buổi chiều khi mà tôi livestream buổi sáng nay xong thì đến đây thì tôi đã rút về 177.000, và tài khoản này thực tế ra tôi giao dịch cho đến nay thì cũng chưa đầy là gì nhỉ, nếu mà tính ra ngày vào tiền thì chỉ có ngày 5 tây tháng 5 năm 2022, nhưng bằng khoảng 2 tuần trở lại đây thì bắt đầu tôi mới giao dịch, và tổng tài khoản này trong vòng 2 tuần trở lại đây tính ra từ ngày nạp tiền cho đến nay thì khoảng tầm hơn 1 tháng mấy ấy, thì tôi đã một lần thì tôi rút ra 1.000, và lần này thì tôi tiếp tục rút ra 178.000, và tổng cộng ở trên thị trường thì tôi đã rút ra trong tài khoản này là 179.000 đô, nhưng trong tài khoản vẫn còn lại là bao nhiêu? Tài khoản còn lại đây bao nhiêu anh? Tài khoản còn 13.615 đô, còn lại khoảng tầm 180 mấy ngàn chứ đây. Đó. Này à, tiền lời đây này là còn lại là 101.000, và gì nhỉ, lệnh vẫn đang chạy ở trên thị trường là lời 13.000 đô ở trên thị trường. Và bản thân các bạn cần phải nhìn vào trong thực tế, thầy dạy Forex hay Á quân Forex thế giới hoặc pro trader phải giao dịch thực tế và phải chứng minh toàn bộ lịch sử giao dịch của bản thân họ trên thị trường. Không có chuyện thầy dạy Forex hay Á quân Forex thế giới hoặc pro trader ra bên ngoài mà giao dịch mà không chịu chứng minh vào trong thị trường thực tế, mà chỉ bắn lệnh hay là nhà đọc xu hướng hoặc đưa plan giao dịch, hoặc là gì nhỉ, dùng TradingView vẽ vời rồi cho chiến lược ở trên thị trường, thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị thực tế trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia trải nghiệm vào trong thị trường, hoặc khi các bạn tìm hiểu trên thị trường, các bạn cần phải yêu cầu cái người đứng ra chia sẻ đó, họ phải minh chứng bằng giao dịch thực tế, sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch. Và hiện nay trên thị trường có rất nhiều kẻ lừa đảo bị bợm, không giao dịch được, không chứng minh được, nhưng ra ngoài toàn bắn về tín hiệu, đưa plan giao dịch và sử dụng TradingView để backtest, vẽ vời và đọc lệnh hay đưa xu hướng trên thị trường. Vậy đó là sai lầm mà của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi bản thân chính các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi minh chứng bằng giao dịch thực tế, chào anh Hà nha, và tôi cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị vận dụng, áp dụng thực tế này trên thị trường. Tài khoản này là live demo ạ. Live. Những lệnh ở trên này bọn anh có theo dõi thực tế không? Có. Anh Tá là theo dõi hầu như tài khoản này, cả tài khoản kia là nhiều đúng không? Với cả anh Hùng đúng không? Còn anh là mới đúng không? Đó, và đúng lệnh sáng nay 100 mấy chục ngàn, anh thấy rõ không? Ba anh em thấy rõ không? Và rút tiền sáng nay em gọi điện rút tiền không? Đó, thì bản thân chúng ta khi nhìn nhận trên thị trường thì chúng ta cần phải hiểu rõ về vấn đề này. Không có chuyện giao dịch được mà chỉ là bắn tín hiệu hay đọc lệnh hay là phân tích về xu hướng trên thị trường. Đây là điều nhà đầu tư tuyệt đối không nghe bọn lừa đảo, bọn chúng chém gió với nhà đầu tư. Chúng ta cần phải hiểu rằng đây là cả một lộ trình dài mà bản thân chính chúng ta cần phải đánh giá, cần phải hiểu được. Không có chuyện kiến thức ở trên sách vở được đem ra ngoài mà nói rằng giao dịch thế này hay giao dịch thế kia để đưa về quá khứ. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu vẽ vời mà tạo được ra lợi nhuận thì tôi thuê mẹ họa sĩ vẽ nha, chứ tôi không cần phải ngồi đây tôi vẽ. Và đây tôi chứng minh bằng thực tế, và 75.000 đô giao dịch ở trên thị trường, và bên ngoài đây vẫn là gì nhỉ, tôi đã rút về là 179.000 đô, và đây là vẫn còn lại một lệnh lời bao nhiêu, 13.000 đô, 13.500 đô, và một tài khoản đây vẫn còn đây là khoảng 101.000. Vậy thì tổng tài khoản này có phải lợi nhuận trên 200.000 đô đúng chưa? Đúng rồi.
Đó, và bản thân nhà đầu tư nên nhìn nhận vào trong thực tế để hiểu được rằng đây là cả một quá trình dài của bất kỳ một người nào đó khi tham gia trải nghiệm thực tế, họ phải đánh giá được các giá trị này trên thị trường. Tài khoản là gì? Chính là thước đo giá trị của bất kỳ một ai hay một người nào khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư. Không có chuyện gì nhà giao dịch mà gì nhà không chịu chứng minh tài khoản. Với điều kiện các bạn phải hiểu rằng nếu mà chúng không chứng minh được tài khoản, có nghĩa là điều kiện mà chúng không chứng minh được tài khoản đó chính là do bản thân bọn chúng không giao dịch, không vận dụng, không áp dụng được vào trong thực tế. Vậy thì lấy tài khoản đâu ra để chứng minh, để cho nhà đầu tư kiểm chứng, xem xét và đối chứng cho toàn bộ những giá trị mà chúng chia sẻ trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà chính bản thân các bạn tham gia trải nghiệm ở trên thị trường về đầu tư Forex nên nhìn nhận thực tế và hiểu được rằng tài khoản chính là thước đo giá trị về bất kỳ một ai hay một người nào khi tham gia trải nghiệm trong thị trường về đầu tư Forex này, cho dù đó là một người mới, một người cũ hoặc một nhà đầu tư bình thường, cho đến một người nhiều năm kinh nghiệm, hoặc là bất kỳ một ai đang quản lý quỹ, hoặc là nhà đang ra ngoài chia sẻ, và nhất là những người đang dạy về đầu tư Forex, họ mà không chứng minh được tài khoản thì có nghĩa rằng kẻ đó không áp dụng được vào trong thực tế, mà nhà đầu tư cố tình lao vào đem những cái kiến thức mà của bọn lừa đảo không áp dụng được vào trong thực tế này ra để vận dụng vào trong thị trường thực tiễn, thì xin lỗi nhà đầu tư, làm mồi cho bọn bản thân bọn đó thì chỉ có tử nạn mà thôi. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà chính bản thân các bạn tham gia nhìn nhận đánh giá thì hãy đi chậm lại để hiểu được rằng đâu là những góc khuất, đâu là những vấn nạn trên thị trường và đâu là những người giao dịch thực tế trên thị trường về đầu tư Forex này. Có như vậy thì chính bản thân các bạn mới đánh giá được rằng con đường của các bạn đi là như thế nào trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ bằng thực tế, tôi dẫn chứng có cơ sở và có giá trị để cho nhà đầu tư kiểm chứng, đánh giá xuyên suốt cả một chặng đường dài của bản thân bên trung tâm đào tạo Forex, từ những phương pháp đánh scalp, đánh swing hay đánh lướt ở trên thị trường và đánh nhồi hay đánh hẹt ở trên thị trường, đôi đều bằng minh chứng, bằng tài khoản và bằng những giá trị thực tiễn trên thị trường trong suốt cả quá trình phát triển của bản thân bên trung tâm đào tạo Forex, để chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư, cho nhà đầu tư kiểm chứng về đánh giá rõ về những giá trị này. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và chúc tất cả các nhà đầu tư giao dịch thành công, và nhà đầu tư có thể thấy rõ thực tế là gì nhỉ? Nạp vào 75.000 đô nha. Nạp vào trong thị trường là 75.000 đô ở trên thị trường về đầu tư Forex, nhưng rút ra là 179.000 đô. Ok chị ạ. Tài khoản vẫn còn một lệnh lời là 13.500 đô và gì nhỉ? Tổng tài khoản vẫn là gần hơn 101.000 đô ở trên thị trường. Vậy thì các bạn tự đánh giá, và tôi giao dịch chỉ có khoảng tầm hơn một tháng đổ lại đây. Đó, đúng ra thì tài khoản này giao dịch nhiều nhất khoảng tầm 2 tuần trở lại đây. Vậy thì các bạn thử hiểu rằng năng lực giao dịch hay là nhận tài khoản lớn mới đủ để chứng minh. Tôi có vận dụng cả tài khoản lớn cho đến tài khoản nhỏ để cho toàn bộ học viên cùng đánh giá. Anh em học ở đây có phải thấy rõ toàn bộ lịch sử của em không? Em giao dịch thực tế hết không? Đó, bản thân anh em cũng phải nhìn nhận một vấn đề này, cũng phải đánh giá vấn đề này và đi ra ngoài phải là luyện tập nha. Chứ không có chuyện mà nhà ném vào. Anh em bất kỳ một ngành nghề nào cứ thực tiễn mà. Đấy, đừng có nghe bọn chúng vẽ vời, bởi vì những thằng vẽ vời về bánh vẽ lợi nhuận mà không chứng minh được thì đó chỉ là những kẻ lừa đảo. Ok chưa? Đó, ok chưa? Đó, đúng toàn bộ lịch sử không? Em nói rút tiền đúng rút đâu. Đó. Đó, ok nha. Rồi, chào tạm biệt anh em và nhà đầu tư. Chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường. Thầy cho tôi nghỉ ngơi để đánh tin FOMC. Ok nha. Rồi.